Hà Minh Tân. Pha đột phá qua rồi, cơ hội chuyền vào. Vẫn đang là khung thành trống. Chưa được. Người chạm bóng cuối cùng không phải là Sơn Muller mà là Giang Nguyên Công. Sơn Muller đá biên. Rất nguy hiểm. Tình huống lộn xộn. Hưng Hê Sê Lê vừa phải cứu thua bằng chân. Để mất bóng nguy hiểm, cơ hội phản công cho SHB. Ở trong là Hoàng Treo bấm bóng. Hoàng Treo đánh đâu? Không được. Hưng Hê Sê Lê đã lao ra rất nhanh. Một đường chuyền với cảm giác cực tốt của Hà Minh Tân. Cú đánh đầu của Hoàng Treo đã không qua được thủ thành Hưng Hê Sê Lê. Sơn Muller cú sút bóng. Thêm một pha cứu thua tốt của thủ môn bên phía TIG. Hay quá, qua người, vẫn không vào. Cái chống nách trong sự thẫn thờ của Hà Minh Tân. SHB đang chơi thực sự tốt. Đường truyền đường rau gắp thịt của Hoàng Treo, Hà Minh Tân cũng đã loại bỏ hậu vệ đối phương bằng một tình huống khống chế vô cùng tinh tế. Nhưng TIG vẫn còn đó, Hưng Hê Sê Lê, một siêu nhân ở trong khung gỗ. Rất nguy hiểm, không vào. Chúng ta thấy rõ sự tiếc nuối của huấn luyện viên Tú Khỉ và cao thủ SHB. Một phen thoát tim cho TIG. Một quả đá phạt góc cực kỳ khó chịu của Sơn Muller, bóng gần như đi song song với vạch sân. Làm gì đây? Tuấn Đông Tâm vẫn không vào. Vẫn không thắng được Hưng Hê Sê Lê. Hưng Hê Sê Lê quá hay. Một màn trình diễn siêu hạng của thủ môn TIG trận này. Và chính sự ảnh hưởng đó đã khiến cho những góc quay của chúng ta đang không được tốt như thường lệ. Một pha lên bóng của Đạt Trề, cú đá đưa bóng đi trúng cột dọc. Một tình huống hú vía với các cầu thủ Đại Tư. Đã có sai số trong pha bóng này. Đạt Trề băng lên cắt được bóng và vượt qua được sự truy cản của Huy Đồng To. Quảng Đen phản công dành cho các cầu thủ Tùng Anh. Chúng ta đã thấy sự góp mặt của Việt Hải Dương trên sân lúc này. Đạt Trề, Đức Chris. Đường chuyền cho Đức Chris. Đưa bóng ra. Cơ hội chân trái dứt điểm, không vào. Thêm một pha dứt điểm nữa và tỷ số được san bằng 1-1. Người vừa ghi bàn cho Tùng Anh đó là cầu thủ mặc áo số 11 Cao Văn Nhật, Nhật Tân. Như chúng tôi đã nói, những bàn thắng đến sớm trong cặp đấu này sẽ giúp cho trận đấu của chúng ta càng trở nên hấp dẫn hơn nữa. Những pha dứt điểm liên tiếp của cầu thủ Tùng Anh. Đạt Trề đã khiến cho Đức Tỉn phải đổ người để cứu thua. Nhưng khi thủ thành của Đại Từ còn chưa kịp định thần để trở lại với vị trí của mình. Còn cặp đấu giữa Thiên Khôi FC và EOC khép lại bằng chiến thắng 3-0. Một bàn thắng bất ngờ dành cho Tùng Anh. Đó là pha lập công của Đạt Trề. Có vẻ như pha bóng vừa rồi thì hàng thủ của Đại Từ đã mất tập trung. Bóng đổi hướng sau khi đập chân của Dũng Nem, có lẽ là như vậy. Hai người đứng rào là Dũng Nem và Phan Thái. Nguy hiểm. Với Việt Phương Đồng luôn luôn là những tình huống cố định. Phạm Minh Phúc vẫn còn, không vào. Quân Neto đã phá bóng ngay trên vạch vôi khi mà Long Nháy đã xuất tướng và không còn ở trong khung thành. Hãy cùng xem lại những tình huống uy hiếp khung thành của các cầu thủ Việt Phương Đồng. Nỗ lực của những cái tên trẻ như Dũng Neymar, Phạm Minh Phúc. Qua người rất gọn. Dũng Neymar. Vẫn là Dũng Neymar. Không được. Lần này thì pha xử lý của Dũng Neymar là không hay. Ham bóng và dứt điểm ở góc gần. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha bóng này. Phoenix đã được cải thiện đáng kể. Rất hay, Quân Eto. Lại một lần nữa động tác không chế bóng bước một của các cầu thủ thi đấu trong trận đấu ngày hôm nay lại mắc lỗi một cách nghiêm trọng. Tiếp tục lại là Quân Eto. Dứt điểm. Như vậy là bàn thắng đã đến với các cầu thủ Phoenix. Và đó là cú đá bồi của Viết Điệp. Phoenix luôn là như vậy, một đội bóng chơi hay ở những thời điểm quan trọng của các trận đấu đã qua. Họ không thường chơi hay xuyên suốt trong cả một trận đấu, nhưng họ luôn có những thời điểm đặc biệt bùng nổ. Và họ có những cá nhân có thể chuyển hóa những cơ hội không thực sự rõ ràng thành những bàn thắng giống như pha bóng này.
một tình huống tấn công không quá phức tạp, nhưng một kết quả hòa sẽ khiến cho cả DTS và HG La Giang bị tụt lại. Cơ hội, cú chạm bóng rất tinh tế vào không, không vào. Chưa được. Cơ hội phản công, tình huống lướt đi của Quốc Thành. Cơ hội là đây, xỉa bóng kỹ thuật. Vào. Lại là chân Quốc Thành. Vòng trước thì anh cũng đã ghi bàn vào lưới LC bằng một tình huống lướt đi và dứt điểm tuyệt đẹp. Từ phần sân nhà, số 26 đã bỏ lại tất cả các cái bóng áo vàng ở phía sau. Có lẽ Mai Đại sẽ ước gì mình phạm lỗi sớm hơn khi chứng kiến tình huống này. Không, thực tế là cũng đã cố gắng phạm lỗi rồi nhưng không nổi. Cắt bóng hay và lại một cơ hội phản công. Được chuyền sang cánh cho Thế Mạnh. Rất đồng đội. Vào. Lại là Quốc Thành. Cú đúp cho Trần Quốc Thành. Hai bàn thắng trong vòng ít phút và HG La Giang bứt phá. Bàn thắng lần này thì rất đơn giản với Quốc Thành. Pha đoạt bóng của Gia Từ. Và trong tình huống này thì Thế Mạnh cũng đã quá bình tĩnh. Một đường chuyền không thể vừa vặn hơn. Một nhịp khống chế và thả trái bóng ra phía cột xa, nơi mà Quốc Thành đã đợi ở đó. Nhật Tân. Điều chuyển dành cho Hội Xoáy. Vũ lên ngay. Quang Đen. Phản công dành cho cao thủ Tùng Anh. Chúng ta đã thấy sự góp mặt của Việt Hải Dương trên sân lúc này. Đặt chê. Đức Chris. Điều chuyển cho Đức Chris. Đưa bóng ra. Cơ hội, chân trái, dứt điểm, không vào. Thêm một pha dứt điểm nữa và tỷ số được san bằng 1-1. Người vừa ghi bàn cho Tùng Anh đó là cầu thủ mặc áo số 11, Cao Văn Nhật, Nhật Tân. Như chúng tôi đã nói, những bàn thắng đến sớm trong cặp đấu này sẽ giúp cho trận đấu của chúng ta càng trở nên hấp dẫn hơn nữa. Những pha dứt điểm liên tiếp của cầu thủ Tùng Anh. Đạt chê đã khiến cho Đức Tỉn phải đổ người để cứu thua. Nhưng khi thủ thành của Đại Từ còn chưa kịp định thần để trở lại với vị trí của mình, trận đấu vẫn tiếp tục. Phan Văn Thái, tốc độ của Văn Thái. Bây giờ thì sẽ có quả phạt cho Đại Từ. Trọng tài đã rút ra một thẻ vàng dành cho Nhật Tân. Văn Nhật đã có một tác động từ phía sau đối với Phan Văn Thái trong tình huống tấn công vừa rồi của Đại Từ. Việt Hải Dương làm gì? Tiếp tục chuyền bóng cho Nhật Tân, dứt điểm ngay, nguy hiểm. Cơ hội, không vào. Pha ra chân vừa rồi là của Đức Chris. Một đường chuyền khó nhưng có độ chính xác cao của Nhật Tân từ hành lang cánh phải cho Đức Chris. Còn cặp đấu giữa Thiên Khôi FC và LOC khép lại bằng chiến thắng 3-0. Một bàn thắng bất ngờ dành cho Tùng Anh. Đó là pha lập công của Đạt Chê. Có vẻ như pha bóng vừa rồi thì hàng thủ của Đại Từ đã mất tập trung. Bóng đổi hướng sau khi đập chân của Dũng Nem, có lẽ là như vậy. Hai người đứng rào là Dũng Nem và Phan Thái. HG La Giang đang dẫn DTS với tỷ số 2-0. Điều chuyển ra, cơ hội, coi góp. Một phút thiếu tập trung của hàng thủ LOC và họ ngay lập tức phải trả giá. Phương Ngò lại tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn của mình. Anh đã giúp cho Thiên Khôi FC vươn lên dẫn trước với một bàn thắng ở khoảng phút 30. Một pha đánh biên trái rất hay của cầu thủ Thiên Khôi FC với đường chuyền ra của Thế Vinh. Cầu thủ chuyên nghiệp đang chơi bóng cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Chú Còn, cơ hội. Đó là đẳng cấp của Chú Còn. Bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ BIDV Quang Trung. Chỉ cần một cơ hội thôi thì Chú Còn đã có thể lập công. Chú Còn là như vậy. Không cần nhiều thời cơ, không cần nhiều khoảng trống trong tình huống như thế này. Nhịp chạm đầu tiên và sau đó là pha dứt điểm để đánh bại thủ môn Toàn Đức Nghe. Một pha bóng mà hàng thủ của anh Phạm đã mắc sai lầm.
Cú tấn công dành cho BIDV Côi Trùng. Trung Còn yếu tạt bóng, cơ hội vẫn là Trung Còn. Trung Còn chơi quá hay. Trung Còn ghi bàn và vừa rồi thì Trung Còn kiến tạo. Đội trưởng của BIDV Côi Trùng đang tạo ra được sự khác biệt ở trên sân Đồng Hàng Mai. Đường chuyền quá hay dành cho người đã lập công, đó chính là cầu thủ mang áo số 11 Bùi Xuân Trường. Phản công cho các cầu thủ BIDV Côi Trùng. Trung Còn đường chuyền vào. Không còn cơ hội cho anh Pháp ở trong hiệp 1, nhưng điều đó không có nghĩa xảy ra với các cầu thủ BIDV Côi Trùng. Trung đầu to cùng với các đồng đội của mình đã nhận bàn thua thứ 3, trong khi đó thì Trung Còn cùng với các đồng đội đã có bàn thắng thứ 3. Cùng là Trung nhưng rất khác. Thêm một pha kiến tạo nữa của đội trưởng Trung Còn bên phía BIDV Quang Trung. Ngọc Lít đánh đầu không vào. Pha chuyền bóng của Ngọc Lít và người đã tình huống xử lý rất hay ở trong vòng cấm, đó chính là Trung Còn.